Kính chào quý khán thính giả. Chúng ta đang ở ngày thứ 11 chuỗi 30 ngày đánh vần tiếng Anh thành thạo. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ học cách đánh vần các vần ghép với chữ S và chữ Z. Đầu tiên, quý khán thính giả sẽ cùng xem mô phỏng cách phát âm hai âm thanh S và Z. S S S Z Z. 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 Chúng ta sẽ đến với nội dung chính. Trường hợp đầu tiên, chữ S được phát âm là S khi đứng ở đầu từ. Ví dụ, sit, say, set, sacrifice, soap. Sit, say, set, sacrifice, soap. Trường hợp thứ hai, chữ S được phát âm là S khi đứng sau các từ kết thúc bằng các chữ cái K, T, P, F, TH, PH. Ví dụ trong các từ sau. Books, Boats, Cliffs, Myths, Helps, Books, Boats, Cliffs, Myths. Helps. Trường hợp số 3, chữ S đi với chữ C, đi trước chữ I hoặc chữ Y ở đầu từ thì được phát âm là S. Ví dụ trong các từ scissors, science, scenery, scent, scenario, scissors, science, scenery, scent, scenario. Trường hợp số 4 khi chữ S và chữ C đi trước chữ A hoặc chữ O hoặc chữ U thì được phát âm là sk khi đứng ở đầu từ. Ví dụ trong các từ sau: scan, scar, scold, scope, scarf. scan, scar, scold, scope, scarf. Tiếp theo khi hai chữ S đứng liền nhau thì chúng ta chỉ phát âm một chữ S, đó là S, ngoại trừ trong từ scissors. Ví dụ, class, glass, mass, discuss, message, class, glass, mass, discuss, message. Tiếp theo, khi chữ S và chữ H đi liền nhau thì được phát âm là âm SH. Quý khán thính giả cùng xem cách phát âm âm SH. 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 Ví dụ trong các từ show, share, short, fresh, trash, show, share, short, fresh, trash. Phần tiếp theo, chữ Z được phát âm là z. Ví dụ, zoo, zero, size, jazz. Zoo, zero, size, jazz. Nội dung tiếp theo, chữ S được phát âm là Z khi đứng sau các từ kết thúc bằng các chữ cái B, e, D, G, L, M, N. ng r v y và các chữ cái nguyên âm A -E -I o u Viso crabs words cores plums fans sings cures gloves boys sees crabs words, Calls, plums, fans, sings, cures, gloves, boys, sees. Và trường hợp số 9, hai chữ cái ES được phát âm là âm is khi chữ S đứng cuối các từ kết thúc bằng các chữ cái sau C, S, X, Z, SS S, S H C H và G E. Ví dụ trong các từ places, prizes, misses, churches, dishes. Places, prizes, misses, churches, dishes, changes, nurses, boxes, crashes, fixes. changes nurses boxes crashes fixes như vậy quý khán thính giả vừa xem toàn bộ các vần ghép với hai chữ cái s và z chúng ta sẽ cùng chờ đón ngày thứ 12 đánh vần tiếng anh thành thạo